đây là cái nhà vệ sinh của mình đó ha. Dạ. Nhưng mà nhà vệ sinh này có hố ga không ta? Có hố ga đàng hoàng ha. Dạ. Ở trên không có cái máy kìa. Chưa, bỏ chưa hoàn thành đó. Dạ, còn tô lại rồi dừng cái máy lên. Cái nhỏ rồi nè. Là chị sẽ đưa ông về nè, là ông sẽ giữ hai bé rồi dạ. Chị sẽ đi buôn bán nhỏ như bán hủ tiếu, chị ước mơ có xe hủ tiếu nhỏ đó đó. Dạ. Mình bán hủ tiếu gõ này kia đó. Đó, tại vì hồi xưa chị nấu hủ tiếu, chị biết nấu. Dạ. Đó, biết nấu hủ tiếu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã An Châu, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và đây là một cái con đường mòn nhỏ mà trước đây Bùi Hồ có quay một clip về hai vợ chồng phải cùng hai đứa con phải dọn vô trong nhà mồ sinh sống. Thì sau một thời gian thì nắm được tình hình là được một cái đoàn thiện nguyện đã giúp các nhà xong. Và bây giờ thì mình sẽ vô đó coi nhà cửa coi còn thiếu cái gì nha cô bác quý anh chị. Cũng như là tất cả các mạnh thường quân sẽ có phương án hỗ trợ tiếp theo cho gia đình. Bùi Hồ quay cái clip đó đi lên thì chỉ mới có khoảng hơn 3 ngày thôi. Lúc trước thì Bùi Hồ có nói rằng là nhà phải có một cái nền nhà thì đoàn thiện nguyện cất cho. Và chỉ một thời gian ngắn khoảng 1-2 ngày thì bây giờ căn nhà đã hoàn thành rồi. Cũng cảm ơn cái đoàn thiện nguyện này luôn, cũng mừng cho gia đình. Đây, để cập nhật cho cô và chào anh Tuấn. Chào chị. Dạ, chị gì em quên rồi ta? Chị My. Ồ, nhà mình hôm nay nhà mới em rồi. Đây là cái căn nhà mới nè cô bác quý anh chị. Cái phần nền ở dưới á, thì được bà con cô bác quý anh chị ở đây mỗi người chung tay nhau một ít để mà xây nên. Còn cái phần ở dưới này thì đặt quay nè. Đây. Dạ, ở dưới này thì vẫn còn là tráng xi măng, chưa có lót gạch gì hết. Đó, còn ở trên này là cái phần đoàn thiện nguyện ở An Giang mình cho luôn ha anh ha. Đây là anh Phùng, người mà đã có chia sẻ về cái hoàn cảnh của anh Tuấn với lại chị My, mà Bùi Hồ với lại em nhân chứng có lên đây quay. Cái nói cái câu mà cái chị đó luôn, chị đó coi cái kênh này nè, nói cái phần tiền đó chị cho làm sao sao nói cái chị sao thôi. Bây giờ cho em quay tổng quát một lần cái căn nhà mình, rồi sau đó mình chia sẻ những cái lời cảm ơn của mình đối với tất cả mọi người cũng như là cô bác quý anh chị, những cái đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ gia đình mình. Dạ. Thì đây là cái phần nền, bề ngang là 4, bề dài là 8 mét. Và cái phần nền này ở phần trước này thì chỉ mới có trộn đổ xi măng thôi. Ở ngoài sau này thì một phần nữa thì được lót gạch tàu. Đó. Cái căn nhà này thì được cắt là cái khung nhà gỗ, khung gỗ thì được dừng tôn. Nhìn cũng khá là thoáng mát ha anh ha. Làm lâu không anh? Dạ cỡ 3 tiếng. 3 tiếng hả? Tại vì người ta vô gần 30 mấy người á. 30 mấy người hả? Dạ. Ôi trời. Vui lắm. Người ta cho mình, người ta cắt xong là dạ. 3 tiếng là xong, vào bàn giao cho mình luôn. Dạ. Hay quá luôn rồi. Cũng có chú Thế cho nói là ông động viên nhiều nhất đó. Là chú Thế là chú ở quý ban đó hả? Dạ. Dạ, thì nói chung là được mình sống được mọi người yêu thương, được chính quyền quan tâm nữa là dạ. Vậy là ấm cúng lắm rồi. Thì ở đây thì mình chưa có gì hết, chỉ có phần khung ngoài trước thôi. Dạ, chưa có cái phần cửa nẻo dần cái dắp phòng với lại cái phòng khách nè. Dạ. Thậm chí là cái cả bàn thờ ngoài chưa có luôn. À. Và chưa có cái khung của nhà bếp luôn. Và nhà vệ sinh có chưa chị? Nhà vệ sinh thì mình có. Ban đầu là mấy chú là phải có làm cái nhà vệ sinh đó. Dạ. Có gì mình cũng làm chưa xong. Đây là cái nhà vệ sinh của mình đó ha. Dạ. Nhưng mà nhà vệ sinh này có hố ga không ta? Có hố ga đàng hoàng ha. Dạ. Ở trên không có cái máy kìa. Chưa, bỏ chưa hoàn thành đó. Dạ, còn tô lại rồi dừng cái máy lên. Để cho em coi ở trong này bằng gì ha. Bông cầu trà thấy gì anh bên này anh Phong? Anh Phùng. Ồ, sao dừng miếng bạc? Che cái cửa nè. Chưa có làm cửa luôn. Cũng khá là đơn sơ. Chỉ có tráng xi măng với lại một cái bồn cầu trệt thôi. Rồi nước nôi sao ta? Nước thì không thể bơm vô. Chưa có đi đường nước luôn ha. Chưa đường nước. Nói chung là cũng còn đơn sơ nhưng mà có nhà vệ sinh cũng ổn. Cái nhà có là quý lắm rồi. Dạ. Đây là cái căn nhà của chị My với anh Tuấn mà sống nhà mồ, là sống cặp với lại
mộ của mẹ của anh Tuấn. Cháu chị về nó phụ rồi, nó mệt thì nó nằm nó ra. Hôm nay là em thấy ở nhà mình có mì rồi sữa gì nhiều quá nè. Dạ có. Thì nhờ kênh của Kinh á, cái người ta cho á. À. Gọi điện về rồi mua sữa ở ngoài trong thành chuyển vô rồi gửi tiền cho nữa. Được, mình thông báo cho em mọi người biết coi được bao nhiêu thùng mì, bao nhiêu thùng sữa. Hiện tại đó là được 2 thùng sữa nè. Thôi mình có cái chiếu ở đây, mình ngồi đây tâm sự luôn đi. Ở đây là có cái chiếu manh nè. Người ta nói là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vô xích ngồi gần chị đi anh Tuấn. Có hả? Bé gì ở trên sữa? Vô ngồi đây mà nè. Nói là để chuyển cho chị 1 triệu mua sữa. Nhưng mà cái xong cái bé nói là để thôi để em nhờ Bách Hóa Xanh ngoài Trung Thành á. Dạ. Là mua sữa đem vô. À. Mua 4 loại sữa. Mỗi lớp 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 gì nè. À. Đây. Rồi dí mắt vô cho bé là ấy, đổ quá nè. 1 triệu 120 ngàn. Dạ. Chuyển vô tới nhà rồi luôn. Chuyển vô tới nhà luôn. Rồi có những bé mà ngày gửi cho bé 200 ngàn mua sữa, rồi gửi 500 ngàn mua sữa, chị không nhớ tên được. Tại vì cũng có mấy người đó, không nhớ tên. Đó. Có mấy chị ở bên nước ngoài có gọi điện về mà nói để liên hệ gửi cho chị không biết được nhận á. Nó để liên hệ với Kinh nữa. Nói chung là được mấy cô chú thương, chị không nghĩ là được như vậy đâu, chị mừng quá trời luôn. Quá trời mừng. Nhưng mà cô chị hớn hở ghê kìa. À, nhưng mà em chia sẻ thật với chị nè, sau khi đoạn clip của tụi em đăng lên đó, nhiều cô chú anh chị điện chị nhiều không? Nhiều. Dạ. Điện nhầm chú. Chị cảm động nhất là có cái chú đó, ổng lớn tuổi rồi. 64 tuổi. Dạ. Điện về khóc quá trời luôn. Ở trên Tây Ninh á khóc nói chú á thì chú không làm ra tiền nhưng mà thấy con khổ quá chú chịu không nổi, điện về khóc quá trời luôn. Dạ. Cảm động. Ngày mai là chị đi qua bên Hút Nốt nhận gạo. Ồ. Là chú bên Hút Nốt cho gạo. Dạ. Đó. Hiện nay là mình được như còn nhiều gạo không ta? Đây gạo của ông chú mới cho. Được 10 kg. Dạ. Dạ. Bây giờ nhà mình là chưa có bếp ga nè. Dạ, đúng không? Không có bếp ga. Rồi không có, nói chung là chỉ có cái khung nhà thôi. À. Nhưng mà như vậy là chị mừng dữ lắm, mừng luôn. Dạ, nói chung là cô chú anh chị mà ở đoàn thiện nguyện thì cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì làm cho mình như thế này là rất là tốt rồi. Quá quý lắm rồi. Dạ, hôm nay thì em đến đây á, mục đích chính của em á là em cập nhật tình hình của chị hiện nay cho cô bác với chị ở Mạnh Thường Quân ở kênh em nắm rõ, và để cho xem coi cái tình hình của mình còn thiếu cái gì. Và đến đây thì em cũng chia sẻ cái niềm vui này đối với chị, cũng được cô chú anh cô chú ông bà anh chị đã gọi là san sẻ những cái khó khăn nhất để mà anh chị có một cái động lực để mà phấn đấu qua cái thời gian khó khăn này. Thì chắc có lẽ là trước khi mà tâm sự thêm với chị á, tại vì chị bây giờ là vui dữ lắm. Ngồi luôn nở nụ cười. Được, nó, dạ. Khác với ở clip trước thì rơi lợi khóc, không có chỗ ăn cho ngủ. Thì bây giờ cái người mà xúc động nhất ở trong cái clip trước đó là anh Tuấn, chồng của chị My. Thì anh Tuấn ơi, hôm nay thì chỉ cách đây mấy ngày thôi, mình còn nương tựa vào cạnh cái ngôi mộ của mẹ mình. Và hôm nay thì cái điều mà anh với chị từng ước mơ đó là về quê lập nghiệp, có một cái căn nhà chỉ cần che mưa che nắng để cho các con nó khỏi bị tạt, bị lạnh, ngủ cạnh những cái ngôi mộ, những cái phần tâm linh đó thì cũng không có tốt, cô chú anh chị nói đó. Thì anh cho em biết cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào ha. Dạ, nói chung thì cũng nhờ cô chú anh chị giúp đỡ được cái nhà cũng rất là mừng. Không biết nói gì hết. Không không sao, để cho anh cứ thể hiện cảm xúc anh đi. Tôi từng mơ ước một cái nhà đàng hoàng. Nói đi. Anh cứ nói đi, nói hết cạn lời mình. Mơ ước luôn rồi đó. Bây giờ cũng gì là rất là vui rồi. Có niềm vui rồi. Có động lực để mình phấn đấu mình nuôi hai đứa bé rồi, phúc lộc. Không muốn gì hơn, tại vì vợ thì có mơ ước nhỏ nhỏ là chỉ có số tiền để buôn bán như hủ tiếu gõ mình á. Dạ. Là bao nhiêu là quá đủ rồi. Dạ. Chị có chỗ che nắng che mưa cho mấy đứa nhỏ rồi nè, là chị sẽ rước ông về nè, là ông hãy giữ hai bé rồi. Dạ. Chị sẽ đi buôn bán nhỏ như bán hủ tiếu, chị ước mơ có xe hủ tiếu nhỏ đó đó. Dạ. Mình bán hủ tiếu gõ này kia đó. Đó, tại vì hồi xưa chị nấu hủ tiếu, chị biết nấu. Dạ. Đó, biết nấu hủ tiếu. Ở coi định hướng làm ăn rồi đó. Đó, rồi cũng nhờ
con anh này là bé làm bên gì anh hai? Đô thị là tạo điều kiện cho chị có một chỗ để chị bán luôn. Chị mừng quá trời luôn rồi, sáng nói mừng dữ lắm, mừng luôn là có chỗ để bán luôn rồi. Còn anh Tuấn thì dự định thời gian sắp tới làm gì? Nói chung là nếu mà, tại vì chị có hai vợ chồng mà, nếu mà chị bán một mình chị cũng được. Nếu mà thấy này, anh chạy xe tới luôn rồi khi mình làm cái lấy gì đồ thêm, đồ ha. Thêm cho anh tạo điều kiện để anh phụ giúp chị làm, nếu mà cảm thấy ổn thì hai vợ chồng cứ vậy đủ sống là được rồi. Không cần dư nhưng mà đủ sống là chị chịu rồi. Đừng có khổ như lúc đầu đó là dữ lắm rồi các ngươi. Thiếu thốn đủ điều. Và cái cũng như hồi nãy con nói là bên Mạnh Thường Quân đó có tài trợ đó, là sẽ giúp chị làm được cái nhà sau. Khi nhà cái chị không ở trên Đồng Nai. Anh mới nói với em đó là ở thành phố. Ở thành phố ở thành phố là cái chị ở bên kênh của Khương Dừa là giúp cho 20 triệu để che lót cái gạch men ở trước với làm cái nhà ăn dưới cửa buồng. Lót gạch men luôn, miếng nhà luôn. Không chỉ khúc đó thôi. Dạ. Chứ làm nhà sau thì làm đồ chỗ nó ăn thì tráng xi măng thôi chứ không có lót gạch. Dạ, là tổng cộng là 20 triệu. Thì tổng cộng 20 triệu. Là chuyển tiền rồi ha anh ha? Chuyển rồi. Xong rồi. À, cái phần này thì anh Phùng sẽ hỗ trợ làm luôn. Thì cũng làm luôn chứ giờ đâu có ai đâu làm. Cũng có hàng xóm láng giềng, đúng là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn tối nhau á. Giờ làm không làm nữa chừng bỏ gì rồi sao ở? À, bây nhà giờ em thấy nè, nói chung là mỗi người thì cùng chung tay nhau một ít, thì cô chú anh chị đã cho mình được cái khung nhà che nắng che mưa, thì cái phần còn lại mình là mình sẽ ngăn vách, rồi mình sẽ làm cái nhà bếp, xây lại cái nhà vệ sinh. Đó thì hiện nay cái chị kia đã cho 20 triệu là dự định là anh cũng tính rồi. Dạ. Anh kêu hai em là mời là bắt đầu ra mua sắt. Dạ. Mua sắt chứ mua thiết là đầu gì làm ở sao bằng sắt. Dạ. Làm bằng sắt luôn chứ không có làm cây. Vì anh chấm tại đồ nghe, có máy hàng mới đồ anh chấm hàng luôn. Dạ, rồi lót gạch rồi dùng ton rồi luôn. Cái ở dưới thì mình chỉ xây cái thành thôi, xây thành xung quanh rồi chỉ ở dưới là tráng xi măng. Dạ. Chứ bây giờ tiền nó 20 triệu chưa biết đuổi hay không của mình nữa. Bây giờ em nghĩ là như thế này nè, cái phần ở trong á, ở trong nhà mình á, mình nên làm một cái phòng ngủ cho hai vợ chồng cho nó ấm cúng, làm cái vách ngăn đó, rồi một cái nơi thờ thánh mẹ Quan Âm về rồi mình thờ. À, có tại vì bên chồng chị là bên đạo hoàng là Đức Quỳnh giáo chủ. Đức Quỳnh giáo chủ. Dạ. Thỉnh về có nhờ ông chú cho nhà này nè. Dạ. Là chú bên đạo đó. À. Là chú cho cái phần đó luôn. Làm cái kệ luôn ha. Làm cái kệ cho thỉnh về. Dạ. Ha. Nhưng mà đợi hoàn thành vách buồng này kia đàng hoàng mình mới thỉnh về được. Vậy là hiện nay á, cái tình hình chung của mình hiện nay vậy nè, là cất ngôi nhà này xong thì mình đã có được phần thêm 20 triệu để hỗ trợ xây thêm mọi những cái lặt vặt còn lại. Rồi ngoài đó mà thì mình còn có cái vốn làm ăn gì chưa, chị có thể cho em biết chưa. Cô bác của chị biết chưa? Cái phần tiền mà hôm trước Cương đi với bạn nhân á là chị vẫn còn đây. À. chị không dám đụng, chị có không bụi là ghé đây cho chị thêm 2,5 triệu. À. Là chị chỉ sử dụng cái phần tiền đó thôi, còn phần tiền của Cương đầu là chị không dám đụng, tại vì chị thấy còn quá thiếu thốn. Chị nói là để mình xây sở mà. Với lại chị sợ những lúc bé thiếu sữa dữ lắm luôn. Nói chung là chị phải dằn túi chứ sợ dữ lắm, sợ rồi đây. Bé uống trà đường chị sợ dữ lắm. Hiện nay là còn được 6 triệu, 6 triệu hôm trước. 5 triệu 400 mấy ngàn. Dạ. Rồi với lại tiền của em Phong là đợt sau, tại em nói em có chia sẻ với Phong là hoàn cảnh của chị cũng khá là khó khăn, thì Phong từ Sài Gòn xuống đây giúp luôn. Em với Phong với lại Nhân là mấy anh em chơi chung. Thì bây giờ hiện nay là thông tin với lại cô bác của anh chị á, là cái phần nhà sửa ở trong á thì cũng đã có một cái chị ở Sài Gòn hỗ trợ rồi. Thì bây giờ còn vốn tiền mặt lại là 6 triệu, khoảng 6 triệu đó. Thì cái dự định thời gian sắp tới của chị My á là sẽ là bán hủ tiếu gõ. Mà muốn nhỏ nhoi ghê được chị đó. Dạ, mà bán hủ tiếu gõ thì cần phải có một cái chiếc xe, một cái nồi, tô, đũa, bàn ghế, chung là gì đấy, nó chưa có cái gì hết. Mà nói chung là cái xe đó là chắc em nghĩ là chắc cũng hơn 20 triệu á. Chị cũng biết nữa. Nhưng mà ước mơ của mình thì vậy, thì nếu mà được thì mừng, còn được thì chắc chị đi làm mướn tiếp. Rồi bây giờ anh chị có giấy chứng minh rồi căn cước được, có báo với chính quyền chưa?
Dạ anh đúng rồi. Làm giấy cây xanh rồi. Là làm giấy sửa cây xanh ấy lại. Sửa cây xanh lại. Thì nó đã hẹn 3 tháng. Thì cũng có trình báo rồi á. Dạ là xong hả anh Tuấn hả? Xong rồi. Dạ. Còn chị đi. Chị là chắc nhà cửa xong xuôi chị về quê rồi ra ngoài xã mình cái lấy giấy gì mà định danh gì đó rồi à, chị làm luôn là chắc cũng qua Tết mới có giấy tờ. À có nghĩa là bây giờ tạm thời thì mình buôn bán đỡ đi. Rồi mình được thì mình cứ phát triển thêm. Còn không ấy thì mình sẽ tính theo một cái hướng khác. Ai cũng có một cái ước mơ mà. Nhưng mà chị ham là chị sẽ làm được à. Em nghĩ rằng một ngày nào đó thì về anh hủ tiếu chị nấu. Với một cái sự nhanh nhạy rồi lanh lẹ như là chị My á. Cô bác của anh chị rất là thích. Và đặc biệt là cô bác của anh chị người ta xem người ta xúc động với cái câu nói của chị như thế này nè. Chị có nói một cái câu á là sao cũng được, mình không có cần tiền gì, miễn cần hai vợ chồng với lại con sống hạnh phúc là được rồi. Ngày xưa thậm chí là chị My cũng đâu có cần đám cưới gì mâm cao cổ đầy ha anh Tuấn ha. Lúc đó thì về nhà thì lúc đó anh cảm thấy là anh thương chị nhiều hơn không? Dạ thương. Bây giờ nghẹn ngào hết nói hết được. Nói hết được, mừng quá trời mừng nè. Hồi sáng nhìn mấy chú dựng nhà mà chị khóc. Nói trời ơi, ước mơ hai vợ chồng có được ngôi nhà không biết chừng nào có mà giờ tự nhiên bây giờ dựng được ngôi nhà lên quá trời mừng luôn. Anh với chị có nghĩ rằng là mình đang mơ không? Đúng có, không nghĩ là được như vậy luôn nữa. Đây chị lúc đầu từ Bình Dương về chị nghĩ trong đầu là về sẽ dựng được cái chòi nhỏ để ở thôi. Là không nghĩ là được chú cho nhà hay là cô chú thương cho nhà này kia, không có, không suy nghĩ đó. Chỉ là đơn giản là ôi mình dựng cái chòi nho nhỏ rồi hai chồng làm sống qua ngày, chỉ đơn giản vậy thôi à. Mà không giờ về đây được cô chú còn thương tình rồi nào cho nhà rồi cho cá đồ ăn uống nhiều lắm, thương dữ lắm. Cũng mừng. Mà em cũng thấy như thế này nè, cộng đồng người Việt của mình đó ở khắp nơi trên thế giới á. Và cô chú anh chị mặc dù là đi nước ngoài cũng mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn hướng về kiều bào của mình, hướng về những cái hoàn cảnh khó khăn để đồng hành với tụi em. Rồi thậm chí là những cái người mà hàng xóm của mình đó còn vẫn rất là thương yêu, có miếng rau cho miếng rau, có miếng cá cho miếng cá đó. Cái đó là cái không có giờ ít có cái nào giống như Việt Nam mình lắm. Rồi bữa nay hết ngủ bệnh ly bì để mà nằm giật mình giống như lúc trước rồi. Vô nhà kìa. Tới nay vô nhà ngủ kìa. Thấy nhà sung túc vui. Rồi chị My có thông báo cho nhà ở dưới hay chưa? Có nói với ba mừng quá trời. Ba của chị có coi được cái đoạn clip chị sống ở trên này không? Em cũng chị cũng không biết mà chị không dám nói, biết đâu sợ ba buồn ba khóc. Tại vì lo ba, nói chung là nhà chị ở dưới là lúc trước cưng có thể gờ vô là sẽ sập á. Dạ. Mà cũng được mạnh thường quân cho tiền rồi cất được cái nhà che nắng che mưa cho ông bà ở dưới rồi, chị cũng mừng nữa. Dạ. Đó chứ tại hai vợ chồng nghèo mà đâu lo được cho ông bà được đâu, thấy cũng buồn lắm chứ. Người ta con cái người ta làm có tiền lo được cho cha cho mẹ, con này hai vợ chồng nữa lo con cũng xong người bởi vậy buồn đó. Giờ chuẩn bị chị có nói tương lai hả, nếu mà buôn bán này kia mình có tiền lo cho con á, lo cho cha mẹ được đàng hoàng là chị mừng đúng không? Chỉ cần lo vậy thôi, chủ yếu là lo được là được. Chị My là nói cái giọng nói đặc thù của miền Tây á, nói chuyện gôn gã vui vẻ. Hào sản của miền Tây mà. Hey, hôm nay em đến đây á, gặp gia đình mình rất là vui. Tại vì em Mạnh Thường Quân thì cũng có cái xu hướng để hỗ trợ cho gia đình mình. Nhưng mà có cô chú hỗ trợ chung tay nhau thì đó là cái phước của chị với lại anh. Thì chắc có lẽ là em thì quay bao nhiêu đó chắc cũng đã thể hiện hết trên cái đoạn clip rồi. Chắc có lẽ là qua cái đoạn clip này thì chắc cô chú mà những người mà cất nhà cho chị nè, rồi cô chú đã quyên góp tiền để mà cho chị xây nền nè, thì trong cái đoạn clip này thì chị có thể nói lời cảm ơn đối với cô chú đó, cũng như là tất cả Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho mình gạo mì sữa rồi đủ thứ đó. Bây giờ chị My với anh Tuấn nói thì mình sẽ kết thúc clip luôn ha. Thông qua nhờ Bùi Hồ á, là con cảm ơn các cô chú nè, các anh chị em á, đã ủng hộ tiền và là mua sữa cho cháu có đầy đủ, và ủng hộ tiền cho con được cái nhà được hoàn chỉnh. Con chân thành cảm ơn, con mừng dữ lắm luôn. Em chị không nói được nữa đâu. vui đi nhưng mà không nói được nữa. Nói lời nào không? Cũng cảm ơn các cô chú các anh chị ở gần xa giúp đỡ. Ngoài nước, trong nước, ngoài nước. Mà sao mỗi lần nào nói là anh Tuấn là mấy lần anh khóc mà. Anh khóc lắm mà, không nói
trơn. Anh Tuấn có coi lại cái clip của mình không? Coi khóc quá trời. Coi khóc luôn hả? Coi khóc. Thì anh không, anh Tuấn không muốn nói nữa. Vui quá, vui rồi. Xúc động rồi. Dạ. Thôi xúc động quá rồi. Rồi thôi gì nè, hôm nay em đến đây em chúc mừng hai vợ chồng anh ha. Chúc mừng hai vợ chồng anh với lại hai đứa con của anh đã có một cái nơi ở ổn định. Như mà anh với chị đã từng ước mơ. Và chỉ còn một tí xíu nữa thôi là mình sẽ đến được cái hoàn hảo của sự ước mơ. Đó là một cái công việc làm trong thời gian sắp tới. Và cái căn nhà mình còn một hoàn thành khoảng 90%, còn 10% nữa thôi là đã xong rồi. Đó thì em mong thì mọi chuyện thời gian sắp tới á, thì sẽ suôn sẻ. Và chắc có lẽ là khi nào mà chị My á, mà có bán hủ tiếu gõ đó, em sẽ quay trở lại của chị một đến hai lần nữa. Thì em sẽ quay trở lại để em sẽ đồng hành cùng với chị đi hết cái đồ quãng đường khó khăn này. Dạ, chị cảm ơn chị. Dạ, thì một lần nữa thì em chân thành cảm ơn anh Phùng. Anh đã có một cái gọi là anh thấy cái hoàn cảnh khó khăn á, thì anh đã giới thiệu cho em để mà em có thể chia sẻ cái khó khăn của anh Tuấn với lại chị. Trước tiên anh cũng cảm ơn Bùi Hồ và cảm ơn Bùi các cả kênh mà YouTube thì cũng trợ giúp cho được các mạnh thường quân ở ngoài nước và trong nước giúp đỡ cho em đó. Thì anh cũng không biết nói gì hơn, anh cũng là chân thành cảm ơn các mạnh thường quân ngoài nước và trong nước rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là sau khoảng 3 ngày đăng video clip lên về gia đình của anh Tuấn với lại chị My, được sự đồng hành của cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân, đoàn thiện nguyện ở An Giang, thì chị My hiện nay đã có một cái ngôi nhà tương đối là ổn định, và thay vào đó là cái không còn sống ở trong những cái phần mộ lạnh lẽo của mẹ của anh Tuấn. Bùi Hồ cập hôm nay đến đây để chúc mừng cho gia đình của chị, cũng như là cập nhật về cái tình hình của chị hiện nay cho cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân của kênh Bùi Hồ để có thể nắm rõ hơn, cũng như là có được một cái phương án hỗ trợ tiếp theo để cho chị My có một cái vốn làm ăn, để cho cô bác quý anh chị biết luôn. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân, cũng như là cô bác quý anh chị ở đoàn thiện nguyện thay mặt gia đình của chị My. Cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.